Thưa quý vị, thưa các bạn, liên quan đến vụ việc hai nhóm cầm hung khí lái xe máy đuổi chém nhau trên tuyến quốc lộ 22, vào ngày 14 tháng 1, Công an quận Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đang cho biết lập hồ sơ và xử lý nhóm đối tượng trên. Trước đó, vào ngày 9 tháng 1, công an nhận được tin báo trên mạng xã hội có đăng tải một đoạn video có nội dung hai nhóm thanh niên khoảng 8 người đi trên xe máy cầm hung khí được đuổi chém nhau trên quốc lộ 22, Lưu Bình Hương thuộc ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội. Công an quận Củ Chi đã vào cuộc điều tra trích xuất camera ở các tuyến đường, xác định được 6 đối tượng nên đã mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai do mâu thuẫn nên dẫn tới vụ việc trên.